Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và ngày hôm nay Khải cũng định cai nghiện mà cai nghiện không thành công anh em ơi. Nhiều anh em trên kênh đang livestream tầm này 1 giờ sáng rồi. Anh em cứ 1-2 bảo múc đi. Hiện tại Khải đang chuẩn bị 2 rương. Hôm nay Khải đang giao dịch cho bà Tân này. Đúng hạn chưa Hải ơi? Đâu đâu, đúng hạn chưa? Rồi. Ok, 32 cả đầu với 1.200 dạng nha. Rồi, tiếp tục nè. Ok. Bật giao dịch. Đình cai nghiện mà anh em. Đình cai nghiện mà thôi. Cai cũng 2 cái đó, về cách 2 cái đó, về cách. Ok. Đã khai giờ lấy 2 cái luôn, giờ đủ 60 cái nè. Cai giờ lỗ rồi, hôm qua mua 2. Về lấy 2 cái luôn thì sao sao được 60. Á, à, là hôm qua 2 cái của Khải hả? Hay là sao? Không, về cắt 2 cái bà Trương, tại có 2 cái phù ấy. À. Rồi, cái phù ấy. Rồi, giao dịch. Lấy 2 cái ra luôn đi, rồi giao dịch. Lấy rồi. À, tối nay không biết cai nghiện thành công hay không. Đánh 60 cái như là một rương nữa nè. Cứ một rương là 1.500.000. Khô máu. À, rồi, đủ đúng hạn chưa? Đem cho một like này mày, một like chia sẻ cho kênh này mày. Like. Đang like, đang like luôn, đang like quay clip luôn. Quay clip hay like. Like luôn, tại vì trên like em bảo nhiều quá. Thôi okay, cứ làm tụi này. Like luôn sao? Bán. Không phá là được, bán shop thôi. Bán rác vào trong thùng rác, bán rác làm trả thằng nào. Butter, gì? Butter Khải, Butter Khải. Thằng nào làm thì cứ bán shop thôi. Ok. Giờ này sang dở sản phẩm lắm á. Ok anh em nè. Đúng rồi hả chưa? Năm mạng dưới vậy. Ok. Xin. Hỏi thằng tóc. Hỏi thằng tóc là ai? Gì? Từ từ để Khải kích rồi. À, thằng tóc là lệ á. À. Butter thêm Act thả bot đi. Với hát tử đi. Với tử nha. Với hát tử đi. Rồi. Rồi múc đi. Ok. Coi Thiên Sơn có chưa? À, kia Thiên Sơn có chưa? Thằng kia nó đang cay. Nó tạo ạc hết bên kia. Nó ngồi nó chửi mình qua bên này. À. Rồi ok. Khai đào nè mày. Khai đào ba con đầu tiên. Lên hình. Cho anh họ lên hình nè. Ok. Cho anh họ xuất hiện. Họ đã nhân xuất hiện. Đó. Mong là tôi bắt thứ 10 này mong rằng họ đã nhân đồ trị phù hộ. À, kiếm ít đồ VIP nè. Hồi nãy Khải tranh được cái giày VIP Khải Hải thấy chưa? Hải thấy cái giày VIP Khải hả? Đó. Giày nó một server ấy. Cái giày thấy rồi. Chắc vải nó. Giày đúng giày đẹp luôn. Đà. Rồi. Con đầu tiên đó là Thủy Mộc Kim nha anh em, Thủy Mộc Kim anh em. Ở bát thứ 9 thì khá là đen. Hôm qua thì anh em như quá đen rồi. Ngoài bát thứ 9 đánh quá đen. Đỡ một người nhặt thôi. Một người bói thôi. Xong tôi bảo xem like đi. Vậy ngon quá, sập server. Đúng rồi xin ơi. Kim Mộc Thủy. Rồi kiếm được gì đâu. Ngon. Rồi, chết, khui. Thủy chết trước nè. Cố gắng tối này kiếm cái siêu phẩm nè. Khẩm thức linh nè. Áo nè. Ui, hôm nay đồ xanh không ngon ấy. Tuần đầu có vẻ hợp lý nè. Ui. Rồi, Khải khui nha, Khải khui cho anh em nha. Bắn này bắn 10 nha nè. Đem xem cho một like nha. Một like chia sẻ nè mày, khui nè. Vũ khí. Kháng họ 11, chón 20 cũng được. Kháng lôi 15, shop. Kháng độc 10, shop. Kháng lôi 15, shop. Vũ khí này. Trời ơi, sát thương 21, dòng 2, không có tốc độ Hải ơi. Trời ơi, cái này mà tốc độ thêm 20-30 đẹp rồi. Anh em xem này, đúng tiếc luôn em. Này, cái đào đúng đẹp luôn trời. Kháng độc 15, sinh lực 118, sát thương 21, sát thương vật lý 40%, không có tốc độ. Má nhỏ áo, ra. Đâu, post lên xem ra. Post lên xem. Trời. Cái gia truyền khác. Cái gia truyền post. Đó. Gia truyền đẹp. Cái đao đẹp không? Đao này bán được 2 kim 1 kim ấy. Động sắc. Cái này không có. Rồi cái này cho sinh lực lực cao. Cho xe nè. Cái ngọc bòi nè. Ngọc bòi sinh lực nỗ lực 130 điểm. Vãi lên. Cái này khác họ 24 là vô tiền này Hải ơi.
không được lên này nè. Đào này. Đào cái gì? Gia chiên này, đó. Ừ. Cái ngọc bòi đẹp ghê không? Căn họ 24 đẹp luôn ấy. Ừ, căn... Rồi, xin lục lực đẹp bán rồi. Rồi, boss bị chết. Từ từ. Lấy trời, lấy vật siêu phẩm đi. Đúng rồi, siêu phẩm này mày. Đấy, không. Lấy trời, lấy vật siêu phẩm này không mày. Vứt rác là chả có thể làm gì được. Kim chất tiếp tục nè. Giao dịch cho anh em đọc mấy cái đồ tí nữa. Khải sẽ sâu đồ lại một lần cho anh em xem nha. Đao này, vũ khí này, đao sát thương này, vũ khí kháng hỏa 11-20 nè, dây chuyền kháng lôi 28 đẹp nè. Sinh lực lực đẹp nè. Sinh lực lực đẹp luôn. Rồi nhiệt độ. Đây. Nhiệt độ nè. Nón, hai nón anh thôi. Hồi thổ chuyện móc một gia truyền rồi bây. Anh em đang xem video bắt 10 xem boss lên bài boss, đừng quên đỡ lại cho Khải 500 like. Khải sẽ tiếp tục ra bắt 11. Đó giờ thôi. Anh em ủng hộ thì Khải sẽ ra bắt tiếp tục thôi nè. Ok, cảm ơn anh Cường Hồ, Cường Họ, hello Trung Kiên, hello Trung Giáp, hello Hà Hùng nha, hello Tiến Ngô, hello Tiền Nguyễn, hello Đại Nhân, nghe là dở rồi, hello anh em nha, bà L toàn rác là, bà L toàn rác sợ thật hả, hình xui mà anh em, cái này biết trước đâu được, cái này hình xui mà, cái này hình xui thôi anh em ơi, tối nay mà ok thì khúc 2 rương luôn em, còn không thì 1 rương đi ngủ, để dành bắt khác. Nói chung Khải đang làm video anh em. Nói chung là sau cái video livestream này Khải sẽ up một video lên bắt 10. Và anh em có thể xem video ủng hộ Khải một like, 500 like Khải sẽ tiếp tục lên bắt 11 nha anh em. Nghiền là dở rồi ha. Có hên xui anh em, anh em thích thì Khải làm cho anh em xem thôi. Còn thổ, thổ mà ngập bội thì không ăn thua anh em ơi. Khải nghĩ thổ mà ngập bội không ăn thua. Đợt xong con này bói luôn. Mới 6 con rồi anh em, 6 con rồi. Tán lần 3 con luôn Khải. Ừ. Lẫm con thổ này, gia truyền ơi. Gia truyền kháng tất cả ơi. Góc này nó đâu bút được bùa đâu. Thì phải cho ạc vô bút bùa. Ừ. Góc kia thì nó phá vãi. Ba cái ngọc bòi thổ luôn hả? Vãi rồi, hai ngọc thổ vừa rồi. Bói 15 kháng banh, 12-20, 17 kháng banh. Rồi, ui được cái nón kháng độc 24, ngon à. Nó này anh nào đi năm độc năm hành theo cái vũ khí kim nữa thở xài nè. Mấy ngọc bòi này cũng được cho xe này. Áo này nó này vứt nè. Đó. Nói chung là mấy cái này gọi là tầm sơ sơ thôi em. Cái này được cái nón nè. Được nón kháng độc 24 nè, sinh lực 111. Tí nữa Khải sẽ gom hết lại đồ VIP một lần, Khải sẽ bói lại cho anh em một xem một lần nữa thử đồ được đồ VIP như nha anh em. Rồi. Giờ xin rác, người xin người không, nghe chán thiệt nè. Giờ cho thì tí nữa cũng có nhiều người tến nữa. Đừng cho. Chả có rác riết. Thôi anh em, lên. Anh em chờ hóng siêu phẩm nè. Có siêu phẩm Khải cho anh em mỗi người 100 xu. Anh em hóng siêu phẩm đi. Đừng có xin rác nè. 100 xu là tính ra là bao nhiêu vạn ta? Hơn 40 vạn, 50 vạn rồi anh em. Hơn anh em nhặt rác luôn á. Anh em hóng siêu phẩm cùng Khải đi. Ra siêu phẩm. Ra siêu phẩm trên 15 kim. Khải tặng 100 xu cho nhanh. Đó. Chứ đừng nhặt rác cho em. Người nhặt nhì không nữa, khổ lắm. Tặng em người 100 xu nếu siêu phẩm được 15 kim. Tặng 100 xu. Nói là làm, Việt Nam nói là làm. Kim. Rồi. Một đời chết 3 con luôn hả? À, 4, chết 2 con nè, khui luôn nè. Khui luôn nha nè. Hay thôi, chờ đồ đi, khui một lần cho nó đã nè. Đó, anh em đang xem cho một like nè mày. Một like chia sẻ nè mày. Lô gì cố mà ra siêu phẩm đi. Ok anh.
Hello Lai Miu nha. Hello Phong Lê, Đam Mèo nè. Vợ anh nói anh gần 50 tuổi rồi, như con nít. Vãi. Ôi à, anh Cường hỏi nó em gần 50 tuổi rồi. Tuổi cao vãi nồi. Được sản phẩm gì chưa? Chưa Phương Trần ơi. Bảo mua bài nhìn đẹp, bây giờ nhìn đẹp mấy quá à. Do anh em không quen thôi Harry Gaming ơi. Bản PC là bản phiên bản header mà. Phiên bản header game hồi trước á. Chung là anh em nào hồi trước 8x, 7x, 9x thì mới ra mới biết được game này thôi. Tầm này thì tầm 2k đổ lại thì hơi hơi hiếm. Anh em đang xem trong một like nè. Em với gì ba? Hai ơi. Anh nghĩ mà lột sọt canh ngoài. Kẹo Phải rồi. Tối anh bún kẹo. Nón. Ôi, một phần lên một nón. Ôi, kiếm này. Ngon, ngon, ngon. Rồi, ok, bói này mày. Tầm này là bói được rồi. Khui cho anh em xem ngoài dưới đây. Khui nè, lại bật cái trang bản đồ lên luôn. Con chua Z. Ok. Khui. Khui nha. Nhắn. Trời ơi, nhắn mày mánh một. Ai trời ơi, cái này mày mánh 10 vô tiền rồi. Mày mánh một kháng lôi 20 đẹp à, nhưng mà dùng 2 năm ơi. Trời ơi, khổ dữ trời. Nhắn dùng một nữa chứ. Trời ơi, cái này mày mánh 10 cái hôm nay bung lụa luôn Đó. anh em. Post post lên xem. Từ trời ơi, nón kháng lôi sức lực lực 10 18 nón. Vất. Vất. Ôi, vũ khí một dòng một kháng lôi một rồi. Vứt nón kháng độc năm, vứt kiếm này, kiếm này rồi, kiếm hợp kim mà kháng độc cái 7 này, vứt không được gì luôn. Áo kháng lôi 10, vứt đai rồi, đai không có gì luôn. Ngọc bội kháng lôi 11, trời ơi, đai sinh lực 110. Đồ cái nhẫn tiếc quá này mày, sinh lực lực hơn 100, anh em xem nhẫn này quái rồi. Nón này trong một shop thôi. Chơi gì này? Rồi, cái đai lưng này shop đây. Nón shop này, áo này. Áo họ shop luôn. Ngọc bội shop luôn. Vũ khí 520. Vãi cái nồi. 520 nè mày. Đêm nay siêu phẩm. Ok, cố gắng ra siêu phẩm nè mày. Nhật độ. Hai dây chuyền một áo. Dây chuyền nữa coi, mọc dây chuyền nữa coi. Ngọc bội. Trời ơi, không có dây chuyền nữa mày. Rồi, khui. Đồ mày mánh một nè. Khui nè. Giày, rắc. Dây chuyền rồi. Không bán 15. Áo phục hồi 30. Không lối 15 được nè. Cho xe nè. Đai. Đai rác rồi nè mày. Đai rác rồi. Sinh lực lực kháng hỏa 2 vứt. Áo kháng băng 11 vứt luôn. Anh em đang xem ủng hộ Khải 500 like ở bát 10 nè mày. Ủng hộ Khải 500 like bát 10. Khải sẽ tiếp tục ra bát 11 nè. Nói chung là cai nghiện mà cai nghiện không thành công nè mày. Nói chung là miệng thì nói nghiện mà nghiện thì nhầm miệng thì nói cai nhưng mà cái tay thì muốn đi đánh nè. Tay thì muốn đi đá bót nè. Tiếp tục. Chuyện này lúc này thôi. Kháng lôi gia trị. Kháng gia trị kháng hỏa 15 dòng 1. Ôi, sân khí 18 cái này làm phôi được nè. Bao tay. Kháng lôi 1 vứt. Giày. Kháng lôi 9 vứt. Nón. Áo. Rồi, ok. Được mấy cái cho xe làm phôi thôi nè. Cái này là tới cái khá giúp dẫn này. Cái này xài được nè. Nói chung là cái nào được hay cho thôi. Chung Khải vẫn cho nhưng mà anh em nói đi. Khải bán tiếp em ơi, tại vì mấy cái này anh em xài được. Rồi. Cho nhưng mà cho ít thôi. Cái nào bán nên bán thôi. Khui. Một tí nữa Khải chốc đồ cho anh em xem sơ qua. Đồ, được nhận mấy mánh 1 anh em ơi. Này mấy mánh 10 này. 10 cũ có tiền rồi anh em. Đồ, cái nhận mấy mánh 1 kháng lôi 20. Quá tí. Đó chỉ cần mình mánh 5, mình mánh 7 là 5, 7 triệu là bình thường đó em. 5, 7 triệu dòng 1 là bình thường đó em. Dòng 2 hơi 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 yếu đuối. Còn dòng 1, 5, 7 triệu là bình thường thôi. Anh em like nhiệt tình chị Mùng Khải nè mày. Mắt mày mánh. May mắn 10 á. May mắn 10, mua luôn 10 củ. Đúng rồi. Ngay luôn. Nếu có là phải suy nghĩ. Khỏi suy nghĩ liền.
suy nghĩ làm gì cho mệt. Anh em like chia sẻ nhiệt tình anh em ơi. Tối hôm nay đánh có vẻ ok anh em. Tối hôm nay đánh có vẻ ok anh em. Lại thành Kim Duy Hưng vãi rồi. Kệ mẹ nó đi, sao nó lắp đặt bên kia. Em thấy không, thằng này hôm qua nó phá rồi nè, nó đúng chè bót đó. Sao đâu. Gì Khải đâu kìa. Ai tìm, đại ca nào tìm tôi vậy. Đại ca nào tìm mình vậy. Thằng bót mà cũng có đại ca tìm anh em. Nhạc đồ. Đại ca nào tìm em vậy. Đại ca nào tìm. Rồi. Hai áo một, hai áo hai gia truyền. Phan Mạnh Quỳnh á. Vậy. Anh em đang xem cho một like anh em ơi. Bốt vàng bài đăng hiện thôi xong ra thế giới nữa rồi. Hải ơi, thành Kim Siêu Hình này, chán đời cho anh em. Khê nó, chắc không làm gì đâu. Thua. Không làm được gì đâu mà lo. Thua anh em ơi. Số đen mắt này đi. Ra thế giới nè. Ra thế giới bốt vàng bài đăng hiện 201 này nọ các kiểu chán đời. Kích được chứ, kích được nhưng mà dòng 2 nó giá trị nó không bằng dòng 1 nữa. Nếu mà cái nhận nó dòng 1 á, bèo lắm không cũng bán được 2 kim. Mà dòng cái nhận này nó may mắn thì dòng 1 kèm theo cái này khai nghĩ chứ cũng tầm 1 kim rưỡi. Do nó dòng 2. Cái nhận này tầm kim rưỡi rồi, không có hơn. Kim rưỡi 2 kim đủ lại. Tại vì sinh lực nó được cái là sinh lực nỗ lực cao nè. Sinh lực 110, nỗ lực 70 đó. Cho nếu mà không có sinh lực nỗ lực cũng như bỏ vài trăm xu. À, đánh lần này không có nem độc đúng không? Nem độc chỉ cát bùa thôi đúng không? Đúng rồi. À, nem độc cát bùa không thì không sợ. Không sợ bị lộn đam. Đứng vậy đâu có làm gì được, kệ nó thôi chứ. Ông Hải cũng nhai chóp chép nghe. Đi cái đâu. Đây anh kẹo anh em. Vãi nồi anh kẹo. Anh em đang xem cho một like nè mày. Anh em đang xem cho một like và chia sẻ nè mày. Video này lên 500 like Khải sẽ lên bắt 11 nè. Cái này là bắt 10 rồi em. Cái này là bắt 10 rồi em ơi. Ủng hộ Khải Mộc Lam chia sẻ cho mình em ơi. Rồi. Bói đi. Tâm lý bói đi. Mấy con kia còn lâu quá. Bói cho anh em xem nha. Con trâu ít sẵn luôn. Được món nào bán món đó luôn. Không được bán luôn. Ngọc bội. Ngọc bội sinh lực 65. Shop. Đó. Đầm 120. Shop. Đó. Khăn lôi 17. Shop. Áo. Khăn hòa 3. Shop. Dây chuyền chón 20 shop luôn. Áo kháng lôi 5 shop luôn. Dây chuyền kháng cả 20 vậy. Kháng lôi 15 được cho xe. Xe ngay 10 cân. Ok. Một đơn ý kiến. Trong tối nay lại tiếp tục 60 lần bài boss em. Nói chung là không ném ra đâu xa đâu. Chả đằng nào làm được cái gì đâu. Để Yên Khải nói xanh cho anh em xem đúng rồi anh em. Anh em đứng rồi, thổ thằng vô nữa rồi. Ông thổ thằng vô, ông số 3 nữa nè. Kệ nó, sao đâu. Ừ, 2 rương, tối nay 2 rương. Không phá thì 2 rương anh em, không phá thì đánh 2 rương luôn. Là thành bắt 11, bắt 12 luôn anh em. Đó, cái này nếu mà không phá. Nhà sướng tay. Bắt đi rồi, bắt kẹo đi rồi. Nhà thoải mái đi, vãi nữa. Là siêu bất ngờ là cái siêu phẩm đi em ơi. Siêu phẩm tặng anh em một. Nếu ra siêu phẩm 15 kim trở lên tặng anh em trong tấm hình Khải chụp 100 xu cho anh người. Giờ Khải chụp hình anh em. Khải chụp hình rồi. Ai có ngồi vị trí này ủng hộ Khải nãy giờ thì Khải sẽ tặng anh em một người 100 xu. Đó, có hình sẵn rồi. Đó, những ad nào có ở khu vực này. À, giờ cho nó dỡ nè. Bật chữ bơ lên, nhấn chữ tìm cho nó dỡ. Đó, anh em nào có ở khu vực này. Nhặt kìa. Rồi. Đó, cho anh em người tặng người 100 xu lấy may mắn nè. Đó, cho nó vui. Vấn đề này nó có siêu phẩm nó được nè.
Rồi, đã chụp tấm hình xong. Chấm công anh em. Đó, chấm công anh em ủng hộ. Những ông nào không ủng hộ là không có công thôi. Ông nào không ủng hộ không có công anh em. Ông nào phải ủng hộ mình thì mình có công được nè. Nhà một chiên của bẩn, một gia chiên. Ngon ngon. Đứng xem đấy hết tiền sờ mở lồi nuốt rồi. Nó mất tiền làm hết. Mất tiêu làm hết. Mà nó luôn một lần. Hiện tại bây giờ đã là 1:30 sáng nè. 1:30 sáng này. Tối nay Khải đang làm bắt 10. Bắt 10 với 60 lệnh bài bot. Ở video giới thiệu thì Khải cũng đã giao dịch cho Hải rồi. Với 1.200 vạn rồi. Mong nó sẽ ra siêu phẩm nè mày. Không siêu phẩm nè mày. Anh em đang xem ủng hộ một Khải một làm chia sẻ nè mày. Cố gắng cho Khải một làm chia sẻ nè mày. Video này lên 500 like. Nếu mà lên 500 like thì Khải sẽ cố gắng ra bắt 11 cho anh em xem. Tại vì Khải còn đến một rương nữa anh em. Anh này. Đó, nói láo anh em làm chó luôn. Đó, một rương nữa anh em. Nói cai nghiện nhưng mà không cai được anh em à. Không cai được. Nó thấm vào máu rồi. Không cai được anh em ơi. Cây nên phải ăn thôi á. Lại mạnh em đúng rồi, em lại mạnh rồi. Chúng mày kim chết nè. Kim chết nè. Tối nay như này là ổn định rồi em. Tối nay như này Khải quốc 2 rương luôn em. Like chia sẻ nhiệt tình em. Tối nay quốc 2 rương em. Nãy giờ cao lắm khoảng 15-20 cái rồi. Lụm nè, lụm nè. Rồi khui, tầm này khui rồi em ơi. Ôi, đã nhặt thêm một món nữa nè. Một con nữa đi. Đồ còn nhiều, một con nữa. Một con chết nè. Anh em nhớ like nha, nhớ like mạnh nha. Nhớ like mạnh nha anh em ơi. Ôi, như con này một áo rồi trời. Hiện tại BR cho bà tao một tí luôn. Anh em nào có sừng bot có thể mua lệnh bài bot ở server khoảng tầm giá 250 trở lên. Anh em có thể thơ bà tao với set đồ may mắn 13% với lượng 19k phút riêng. Ui, gần hai hơn 20k rồi. 20k phút riêng. Sao không cánh này cho lên luôn ông nội. Để đấy cho đẹp số đấy. Rồi, với xếp mình bánh mà bà này. Ôi, mới thấy gia truyền khác đúng không? Nhẫn này. Nhẫn này. Ngọc bội này. Đó, xếp mình bánh 13%. Rồi, khui. Khui cho anh em, không đỡ anh em hóng. Khui nè. Khui cho anh em. Xem siêu phẩm sẽ đến. Đầu tiên sẽ là gia truyền. Ờ, gia truyền này khui rồi. Dạ, đại lưng. Xin lực lực shop. Áo khăn băng 11 shop. Áo khăn băng 15 shop luôn. Áo trường hóa sát thương 10 shop. Dây khăn độc 3 tóc 37. Cái này bán phôi cũng được nè. Nhấn khăn độc 20. Ok ấy. Khăn độc 20 nội lực 56. Giá trị khăn độc 30. Khăn độc 30 shop anh em. Nó khăn độc 3. Chỉ mong chờ vào cái cây cây bẩn thôi. Dày. Trời ơi, dày ngon không có tốc độ trời ạ. Chuyển hóa thương 10, sức lực lượng không có tốc độ. Shop. Bao tay. Kháng độc 3, shop, nhấn. Trời, nhận sức mạnh 3, không có gì, chủ yếu vào mong vào cái bẩn thôi. Lôi sát. 64 điểm, 83%. Không có gì luôn. Cái này làm foil thôi, chả được gì nữa. Mấy foil tầm máy này đỡ làm phôi sau này bán cũng được nhưng mà không biết bán được bao nhiêu, nhưng mà cứ đưa cho cờ lo nó cất này nè. Định cho mà cho nhiều quá anh em lại đứng nhặt lung tung khổ. Đó, nãy giờ được một cái nhẫn được được một tí. Nhẫn kháng lôi 20 may mắn một đó. Kháng lôi 10 cũ có ngay rồi nè. Nhặt kia okay, phu nè. Rồi cho bỏ tiếp rồi. À, hãy đánh đỡ cái quá tử dùng Khải nha. Tại vì đang bói đồ okay. Ít đỡ được lắm. Rồi anh em đang xem cứ một làm chia sẻ dùm anh em ơi. Cái này là bắt 10 rồi. Cứ một lần là Khải quốc một rương. Nó dao động khoảng 1.500.000 Việt Nam đồng. 1.500.000 nè. Không giờ xuống là còn 1.2 đấy chứ. 1.2 à. 1.2 thôi. Như hình anh Khải em xem nhẫn mọc. Nhẫn khăn may mắn một với lại đây em ơi. Vẫn một kháng lôi 20. Nhận quá đẹp. Sinh lực nội lực luôn nha. Đi không? Đặt phòng đao kìa.
Ok, sợ may mắn 10 thì câu chuyện nó lại khác. mánh 10 là bà Tăng nổi tiếng luôn em, tối nay bà Tăng ăn may luôn nè. Mánh 10 là bà Tăng nổi tiếng luôn á, tại vì sếp bà Tăng đánh ra mà, bà Tăng phải nổi tiếng chứ. Cho xin cái áo nữ phục hồi 30. Ok. Chúc có tôi cho. Đứng đợi tí nha. Không có gì. Còn hai con hổ một con thí. Bữa giờ khá là lâu, Hải có săn được cái nhẫn làm chậm 40 nào nữa không Hải ơi? Không, không có. À đủ, thì tính ra nhẫn, nhẫn nhẫn làm chậm 40 bây giờ mà phải bán 30 kim. Trời. 30 đến 40 kim. Bốn bán 10 kim này. Bán 10 kim là đáng dở, không đáng dở rồi. Thì bữa đó rao 20 kim, rao gần 5-7 ngày không ai có người hỏi mà trả thấp quá. Bán 10 kim cho người quen á. Bây giờ là chậm 40 phải 30 kim, 40 kim. Ồ, có vẻ như lần này 20k Phú Duyên đánh đồ cảm giác nó ngon hơn thì sao hả Hải ơi? Khải cảm giác nó hôm nay dòng với lại vũ khí nó ra khá là đẹp. Hôm nay mất 6 kim tiền Phúc Duyên ấy. Là 199998. Lấy con thủy không rồi có nè. Một không có một điểm lẻ. Thế video ăn. À không một điểm lẻ, đổi ra đổi lại tích điểm lẻ được mà. Là gì có, chỉ có 12, 24 ra điểm lẻ nữa. À đục, nhỏ nha. À, không có rút 15, không có rút 15. Kìa, nhạt kìa. Nhạt. Rồi, bỏ cho anh em xem cái tool này nè. Tool này có vẻ 3 cái vũ khí nè. Mong sẽ có siêu phẩm nè em ơi. Mong sẽ ra siêu phẩm nè em ơi. Đây. Kháng họ 5, chọn 20. Này bắn phôi này, rác. Tôi lượng cho 10 shop bao tay gắn họ 9 sinh lực nỗ lực vứt vũ khí tỷ lệ công kích chính xác 19 điểm shop nó shop luôn giá trị khăn lôi 9. Trời ơi nhìn cái dòng mình tưởng may mắn 9 nè vãi rồi vãi rồi hồng mộng nhìn đẹp quá tưởng may mắn 9 trúng luôn nè giá trị trời giá trị sức mạnh 2 gia tổ rồi, phục hồi thể lực. Hai cái vũ khí nè. Trời ơi, sát thương 31 không có tốc độ, trời ơi. Hai cây đẹp không có tốc độ anh em ơi. Tiếp tục nè. Rồi, cái đao second hand, cái đao hở hở, thể lực 128. Xem cái kích nè. Rồi đai lưng shop chẳng cái gì. Rồi, đúng một cái kích thôi, được cái kích được đượm tí nè. Này cái tóc là vô lú rồi. Này ra khơi rồi. Cái này ra khơi không có phao luôn rồi. Xốp hai cái này đi. Ra khơi không có phao bao bơi vào. Trời ơi, hồi nãy được một cái đao này. Kìa. Ok. Lấy được một cái đao anh em. Cái đao dẫn cái kích. Lấy cái đao đẹp, nhưng mà cái đao sát thương cái 31, cái 21 thôi. Còn cái này sát thương 31 mà lại không có tóc. Trời ơi, cái này thêm tóc nữa là vô tiền anh em. Thôi, cảm ơn hóng siêu phẩm thôi anh em. Anh em đang xem cho Khải một like chia sẻ ủng hộ anh em ơi. Video này là 500 like ở bắt 10 này thì Khải sẽ cố gắng lên bắt 11. Còn không thì thôi anh em ơi. Không thì Khải sẽ tạm dừng cuộc chơi. Đó. Anh em ủng hộ thì Khải còn ra còn làm thôi. Mắt mình bánh 10 là 10 lấy ra 20. Phải chơi mình bánh 20 thì ăn một có xe rút vãi. Mình bánh 10 là mát rồi anh em. Đi mấy thanh niên đi xin tí rắc nặng 50k và thiếu gì. Trong tùy rồi sắp kênh viên này. Nói chung là mỗi người một cách chơi. Sao mà ép anh em được. Rồi còn là tối nay Khải hết. Nếu ổn định như thế này Khải múc hai rương luôn. Cai nghiền luôn Hải ơi. Cai nghiền luôn ấy. Ok. Bắt đầu sẽ là 50 đầu. Không cai thì bà sợ. Sẽ là 60 cái đầu. Bắt sâu sẽ là 60 cái sâu. Đó. Hay là lùm Thúy Yên may mắn gì à, nhặt đồ ta. Hải ơi. Bà tôi Thúy Yên Khải ơi. Đâu không không. Không cần. Đâu. À đây từ từ, đều là bán Thúy Yên vậy. Không mình tìm đủ cách để mình nhặt đồ thứ ba. Đây.
Để Khải lock Thủy Yên về nha anh em. Khải sẽ lock con Thủy Yên. Từ từ Khải bó xong lần cuối rồi đã. Lock đi. Đừng đánh này nha, đánh xong thôi đi. Đánh xong con mọc này đi, đánh xong con mọc này ngừng nữa ấy. Ok. Đánh xong mọc này được Khải lock con Thủy Yên, nó mang may mắn gì à? Rồi nó sẽ mang may mắn và nó sẽ nhặt đồ luôn em. Đó. Mang sẽ may mắn nhặt đồ luôn. Dừng rồi đó. Dừng rồi. Ok ok, xong con đó đi, xong đó đi. Mình xài đủ cách, mình xài chiêu thứ nè. Thử nó có hơn được xíu nào không anh em. Đánh cho ok dừng chưa? Dừng rồi đúng không? Được Khải xài tính, xài cái chiêu mới. Tính ra server này nhiều người like ghê, như 7 7 8 người like. Khôi. 7 8 người like. Server hot rồi bạn. 4v4 bỏ này. Server rất hot luôn. Kháng độc 17 này. Sinh lực 130 được này. Áo shop này. Gia truyền. Rồi ok, để chơi nha. Khải lock con Thủy Yên về, Khải cho nó nhặt đồ thứ nè. Nói chung là mình chơi cái kiểu mà mình lạ đời một tí nè. Nhặt đồ cũng bận xếp may mắn luôn, xem thử như thế nào. Đúng không? Bây giờ mình cứ một kiểu hồi nó cũng chán nè. Mình phải phá cách một tí, xem thử nó có được cái gì không nè. Rồi, đợi tí nha. Khải giao dịch ạc này. Nhanh đi, okay. Nhanh không boss nó mất. Đây, 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 không mất được đâu. Giờ liền mà sao mất được. Đang lock Thủy Yên gì vậy? Đang lock ạc nè. Đó, đốc ạc rồi, button Thủy Yên và nhặt đồ thôi. Đang vô. Trời phá cấp tí nè. Tại vì okay, Thủy Yên. Còn Thủy Yên Khải xếp mình bắn chính mà. Hôm trước giờ Khải không sang là do Hải sáng dùng Khải rồi chứ không. Ạc đó là Khải đam boss đấy. Đang vô ạc lâu rồi ta. Mình nó chưa lên cái bản đăng nhập luôn trời. Chờ chút. Hải cứ đam đi, Hải cứ đam cho chết con kia đi. Cho con này nó nhặt cho xong ba con này đi. Cứ đam đi Hải ơi. Ok. Đam cho chết ba con này đi rồi Khải giờ liền. Khi nào gì Khải kêu Butter là Butter cũng Thủy Yên nhặt đồ thôi. Đang kẹt cái tab, đang kẹt tab giảm lâm. Cho Thủy Yên mình mang chính gì nhặt nè. Nhiều khi nó lại ra đồ thì sao? Đồ full vào lâm vãi rồi. Tắt hình thằng hò bán xe kia đi. mình tâm linh tí nè, tâm linh tí nè. Lỡ đâu anh hò anh đồ trì phù hộ hay sao nè. Đồ trì phù hộ hay sao em? Đây, Khải xem. Đúng rồi. Nó đâu ADD đồ trì phù hộ anh em. Nó nói chứ. Anh Hòa forever. Lỡ anh Hòa anh đồ trì mình, đồ anh phù hộ mình thì sao em? Phù hộ mình hốt thôi. Đồ đồ thôi em. Ây da, ây da. Cái đám này, cái đám cũng khá bình thường thôi. Nhặt, okay, okay. Không nó nhặt. Ok, ok, ok. Nó cứ chết xong báo thôi. Khải đang giao dịch bên này mà. Rồi, ok, xong. Ai, bắt đầu thấy Khải vô là đẹp. Đây, gì đang gì ạ? Ba linh hiện. Trời phá cấm tí nè. Rồi, ok. Khải sẽ chuyển tắt màn hình qua. Từ. Ok. Từ đam rồi, đợi bớt tờ thiên bớt tử luôn bạn này. Ok. Rồi, bớt tờ thiên đi, bớt tờ thiên Khải đi. Tờ đờ mày bắn 27 này. Rồi, cái bớt tử này. Rồi. Rồi, ok, anh em chờ chút nha. Cứ đánh đi Khải ơi. Khải gì lấy thiên sơn cho con Thủy Yên nè. Xong cái này Khải sẽ chuyển tắt nhật đồ qua con Thủy Yên nha nè. Khải cho chuyện tóc nhiệt độ và Thủy Yên. Tâm linh xem thử Thủy Yên nó nhận được đồ VIP không. Cho nó cái nến luôn. Nến may mắn luôn. Tối nay đánh khá nhiều. Ok. Cho Thủy Yên nhiệt độ nha nè. Được, Khải bó xong cái này nha. Rồi Khải sẽ soi cái set đồ may mắn của Khải cho anh em xem. Anh em đang xem đừng quên cho một like, một chia sẻ nè mọi. Video này lên 500 like thì Khải sẽ lên tiếp tục bắt 11 nha nè. Sẽ lên bắt tiếp tục bắt 11. Nếu như anh em ủng hộ thì Khải sẽ lên tiếp tục bắt 11. Ok, quá tự rồi anh em ơi. Đây. Rồi, Khải sẽ chuyển bói đồ xong con này, Khải sẽ chuyển bắt luôn. Khải chuyển màn hình luôn. Đây,
bó cái tôm con cuối này, dây này được cũng được này, xe này, ngọc bội này, ngọc bội này, áo này, rác này. Ôi, áo 13 và 40 được rồi. Rác luôn. Rác luôn. Bao tay khám lôi 10. Ok, cũng rác thôi. Chuyển màn hình nhận năng. Nó khai chuyển màn hình cho con Thí Yên nó nhặt đồ nè. Thí Yên của Khải là xếp mình bánh 10, xếp mình bánh 9 nè. Đây. Đó. Bây giờ Khải sẽ nhặt đồ bằng Thí Yên. Đậm đồ này, cánh mình bánh này. Mua cái nến lung lưng. Nhặt kìa. Ok ok, cánh mình bánh này. Đó, nhặt. Cái nến lung lưng là có mình bánh trống nha nè. Rồi. Ôi, khui. Tầm đồ này khá là nhiều. Control G ha. Chấn auto rồi nè. Phạm vi các kiểu. Tự nhiệt độ trung thành, ok. Như tất cả. Rồi. Nón kìa. Nón, ok. Nhặt nón kìa. Rồi. Rồi, khui. Khui nè. Ngọc bòi shop này. Nón shop này. Khăn banh 13 shop luôn. Shop luôn. Áo shop luôn. Áo thông pháp 16 shop luôn. Ngọc bòi nội lực số 15 shop luôn. Rồi shop luôn. Cái nhẫn mình bánh này của Khải. Shop tôn tập. Anh em nào lấy túi Evan không? Rồi qua này vứt ông nào lấy nè. Rồi túi Evan này. Gần mấy ca anh em. Shop nè. Bài phong độ nè. Nhẫn nè. Vứt nè. Bên Khải đã khơi rồi. Vứt nè. Bài anh em đã khơi. Nam Bi cũng ra khơi nè. Và tân cũng ra khơi này. Ra khơi luôn. Giờ ra khơi khá là nhiều mà biết tối nay có siêu phẩm hay không. Không có pha bơi vào. Không biết có đu được cái du thuyền nào vào bến không anh em. Biết đu được cái du thuyền nào vào bến không này. Rồi. Hiện tại có vẻ như đánh nãy giờ gần bao nhiêu con hả? Hết bao nhiêu con ở đây còn 3, 6, 9, 12, 15 con. Ok, 15 con mà tính ra nãy chưa được cái siêu phẩm nào nè em ơi. Cố gắng rồi. Kinh quá. Xin chào 220 con nghiện đang ngồi ở đây. Nhạc. Ui. Ôi lần này đồ nhiều rồi. Bỏ nhanh. Đồ nhiều quá. Bỏ nhanh nè em ơi. Nó. Ôi, chúng được cái nón có tiền nè. 15-40 nè. Nón vỏ đan. Thì trời, cắn độc không có gì nè mày. Dây chuyền cắn độc không có gì luôn. Đai lưng trời ơi, 4-30 không có gì luôn. Tắt xếp đồ đi kìa. Nó bảo người ta bảo tắt xếp đồ đi. Ok. Tắt là mà, tắt xếp đồ là mà. Cắn lôi 6 shop nè. 6 5 shop luôn. Rồi, đôi giày này cũng được ít tiền nè. Đôi giày này cũng được 1 kim. Tóc 39, kháng độc 19, nội lực 47, chuyển hóa 9. Ông nào mà chơi năm hành theo cái kiểu vũ khí. Nhạc kìa. Vũ khí, rác luôn. Áo rác luôn. Rồi, nhạc. Nhạc cái đai. Rồi, khui. Mười ba, shop anh em ơi. Ngọc bội. Vũ khí kháng độc 21. Trời ơi. Cái kháng độc cao làm gì. Gia truyền này cũng sốt thôi. Máy này rác thôi nè mà. Không có gì gọi là VIP. Gọi là chỉ là đỡ xe nào cần thì mang vứt qua thôi. Đại lưng này cũng vậy. Được cái nón nè. Cái nào VIP Khải sẽ đỡ lại nè. Đôi giày nè. Đó. Còn cái bóng này Khải lúc này có sẵn nè. Em mình là 4 lần reset hả? Túi này 4 dùm xu 1. Sao mèo ơi?
Đỡ rương ra giữa đi. Ok em. Dạ bây giờ là đây. Được cái nón rồi nè. 15-40. Nón này. Nón này chắc cũng được sẽ cũng được 2-3 kim. Giày. Giày này chắc cũng được bèo cũng được 1 kim nè. 39-19. Giờ đang. Giờ đang mang theo kiểu phá hình hai dòng kháng hỏa. Hoặc là theo vũ khí thổ là được. Theo vũ khí thổ có thể kích được. Kích được đẹp luôn em, chừng hóa chính luôn nè. Dây này cũng khá đẹp. Rồi, chờ thì chờ đợi siêu phẩm luôn em. 220 anh em, 240 anh em đang xem này, anh em một người một like anh em. Người một like như tịnh em ơi. Vẫn đang làm này. Hello anh em mới vô nha. Hello mọi người nha. Rồi, ui, nhiệt độ. Ok. Nhiệt. Toàn thấy cái chị ở bên ngoài. Dân là ngồi luôn. Cái chị bên ngoài. Cái này, cái này dân là ngồi là họ bị ngon nè, xem coi. Bỏ nha nè. Lên độ. Lên độ. Giày này với nón này không nói rồi nha, tiếp tục nè. Nhận. Trời ơi, nhận kháng hỏa 11, dùng 2 sinh lực một lực. Nhỏ thiệt chứ. Dây chuyền. Kháng lôi 5, 6. Trời ơi, đây lần kháng lôi 25 dòng 2 thôi, to nè. Cái này mà kháng lôi 25, chóng 40 rồi, trời ơi, thì bán mớ tiền luôn em. Trời ơi, cái đại lưng quá nhỏ. Cái gì? Đại lưng kháng hỏa 25, nỗ lực 80, không qua chóng, dòng 2. Chán, ôi. Nhỏ. Rác luôn. Ăn lôi 15 rác luôn. Nhỏ rồi nhỏ. Dây chuyền. Trời ơi, dây chuyền không có dòng gì luôn. Không có cán cả gì luôn. 6 dòng. Bình sắt 27. Sốt luôn. Nhẫn khăn lôi 7. Áo. Sốt luôn. Rồi sốt rồi em ơi. Nhạc nhạc nhạc. Phải để cái hình xuống cái góc trái này. Hình gì? Hình gì? Góc trái. À, hình ấy. Góc trái này, góc trái dưới này. Chỗ đó dễ anh em nhìn đỡ. Chỗ đó hay, chỗ đó hay 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 bói đồ mà. Đồ xuống góc dưới là nó che đồ á nè, này trong đây hay bói đồ mà. Đồ xuống dưới này là che đồ ấy. Đồ xuống dưới này là che đồ ấy. Đây lưng 520. Rắc. Trời cái nhóm nỗ lực cao vãi nồi. Chưa được cái gì nè mày. Chắc ra đã đảo cuối cùng. Chưa được cái gì nè mày. Còn 9 con cuối cùng. Không biết như thế nào mày. 9 con cuối cùng. Huyền thì kiếm kìa. Huyền thì kiếm kìa. Huyền thì kiếm kìa. Đấy là thế rồi. 9 con cuối cùng nè mày. Không biết chắc này cũng ra đảo nữa rồi. Nãy giờ 51 con rồi. Trời cười. Không có xa bơi vào rồi. Cố gắng kiếm cái nào siêu phẩm anh em. Nấy chưa được siêu phẩm anh em. Toàn đồ rác rác mà. Rác tầm trung 1-200 xu. Rồi 1-2 kim được 2 món. Chung là vẫn gọi là đang lỗ. Chưa có lời nha. Vẫn gọi là đang lỗ sấp mặt nè. Lỗ sấp mặt. Đây anh em cùng xem sơ qua set đồ của ba Tân nha. Ba Tân đang trang bị cho mình một set may mắn 13. Set may mắn 13. Đây. Gia truyền 3 này. Nhẫn 3 này. Nhẫn 3 này. Boy 4. Để kèm theo 20k phúc duyên nè. Đó. Mới ạc 81 thôi. Nhưng mà ạc này chuyên đánh boss nè. Anh em nào muốn thơ thì ghi với em Facebook Hải Lê. Hải Lê ở trong group. Group ở link ở bên dưới. Khả đỡ bên dưới. Group giao dịch đó. Giao dịch game á. Anh em gõ thành viên Hải Lê là ra. Hải Lê em. Ông ghi cái Facebook mà không có dấu. Thành Hải Lê. Hải Lê. Siêu phẩm quá anh em. Hờ thủy thì chỉ mong ra cái đào tóc 30, bình sắc trên 50 được. Cái đào tóc 30, bình sắc trên 50 đẹp, có tiền. Tách cái đồng hồ đi ha. Người nói ám, người nói vừa, ok tách luôn. Đó, anh em nói ám tách luôn. Vài cái ám. Con nghiền thật sự à. Hiền thiết kiếm hút nội lực 4 này. Hello Tuấn Nguyễn, Tuấn Nguyễn em ơi. Bữa sao con online em ơi. Bao tay. Áo. Sơ đồ từ từ anh em, sơ đồ từ từ chứ sơ đồ nhanh làm gì? Anh em sao mà soi kịp?
anh em xem mà anh em cũng ý kiến ý cờ anh Thành Trần này thì tôi bó tay anh em luôn nè. Sơ đồ cũng phải từ từ nó hấp dẫn chứ. Giờ anh em cứ bảo sơ đồ nhanh, sơ đồ tôi đưa qua rẹt, anh em lấy cho xem. Đó, anh em thấy giờ đấy, thấy giờ đấy. Anh em xem được không? Nhưng phải từ từ chứ. Nghĩ em từ từ là nhiều vội. Phải từ từ làm gì phải vội trời. Người mất tiền không vội. Người mất tiền người ta bỏ tiền ra cả triệu bạc, 2 triệu bạc người ta không vội mà ông cứ vội. Cắn họ 13. Đây Hoàng Sa. Ừ. Chứ kia Trường Sa. Không chưa gì hết mà cứ vội. Người ta bỏ tiền ra người ta bói cho anh em xem, cứ từ bói đọc cái từng dòng anh em xem nó mới vui, nó mới hấp dẫn. Cứ vội làm gì. Ôi áo phục hồi 30, kháng độc 23, cái này 40 được rồi, 30 quanh thua rồi. Rồi sức mạnh 14 nam được kết đồ rồi, bao tay. Rồi được bao tay nữ cho 40 dòng 1 cũng có tiền. Tay này trong lượng kim rưỡi, 2 kim. Anh em là đang ngoài khơi không? Okay, rồi, sắp sửa ra tới rồi đấy. Rồi xong, quỳ ra khơi toàn này. Cái này canh rồi nè, chưa được món nào đâu mà. Được cái nón này. Cái nón này không anh thua, bao tay này. Đai lưng này. Mấy cái này chuyển qua cả lo này, không có gì. Kháng dùng 1. Áo cái bang. Rồi, bước vào shop. Chung là bói đồ phải bói từng dòng cho anh em xem chứ là anh em cứ vội làm gì. Người ta bỏ tiền người ta chưa vội mà anh em cứ vội. Nên phải hiểu vấn đề là bói đồ là phải xem từng dòng cho anh em trên live xem nữa, đâu phải một mình Khải xem đâu. Một mình Khải xem, Khải xem nhanh luôn, đừng nói mà chậm. Khải lầm đồ là phát 1. Đừng nói mà chậm. Mất kiếm hút nỗ lực em ơi. Nhạc này. Một chùy này. Ba con cuối này. Ba con cuối. Hết rồi đó. Nón. Vũ khí. Kim một. Rác rồi. To rồi. Áo rác luôn. Vũ khí không có gì. Rồi. Rác rồi này mày. Ba con cuối cùng. Nói chung nãy chưa được món nào VIP nữa Khải. Khải điểm danh lại. Tí nữa Khải sẽ điểm danh lại một ít đồ nào bán được khoảng vài trăm xu đến 1-2 kim. Khải sẽ chốt hết lại cho anh em xem. Nói chung là tầm này thì bán thì cũng được nhưng mà bán hơi lâu tại vì đồ nó ít quá. Đồ nhiều nhưng mà bán vài trăm xu một kim đổ lại thôi. Chúc bạn nhận được này là kích mà còn đâu ai mua nữa. Kích VIP vậy chả ai muốn mua này. Chúc bạn nhận được vũ khí cả một cái này chỉ làm cho anh em này làm cho anh em xem cho thoải mái thôi chứ. Toàn chủ yếu. Toàn là chủ yếu thiệt chứ. Người đánh bot người ta cũng nói vậy anh em đủ hiểu rồi. Toàn là chủ yếu thiệt chứ. Nhỏ váy rồi. Đừng nói đồ VIP, chưa có đồ VIP đâu. Đánh 15.000 con. Đấy. Bữa giờ từ lúc mở server đến giờ đánh khoảng 15.000 con rồi. Nghe tiếng anh không Hải giống quý vậy. Không, đâu phải quý nè. Khác quý chứ, quý nói tiếng khác mà. Anh em mình mít 100 xu rồi. Đúng rồi, nón này giờ đang xài nè. Nón này giờ đang xài. Ai thấp giúp ông Khải 3.000 với. Ba con cuối nè mày. Ba con cuối kết thúc bắt 10 nè mày. Nếu video này bắt 10 này thành công. Không. Hải với Quý là khác nhau nhá. Ừ, khác nhau mà hai người ấy là nói tiếng thôi. Nói tiếng giống nhau. Quý khác nhau. Ừ. Ok Long Đàm, ok tiếng Long Đàm. Tiếng thì giống nhau nhưng mà lần này đánh thì ok anh em, đồ thì cũng ra khá là nhiều nhưng mà không được siêu phẩm thôi. Nói chung là tầm này đánh thì đồ ra nhiều, đồ có thể đã bán được vài trăm xu đến một kim thì có. Okay, chốt hết lại đồ cho anh em xem. Nói chung là được vài món này, còn đa số là rác này, rác cho xe này. Nghiện là dở rồi. Dây chuyền nè. Rồi con cuối là tổng hợp đồ thôi nè. Đúng rồi, vài hết một tính ra 1.3 triệu anh em, gần 1.5 triệu. Hôm trước mình thu giá 280 thì 1.5 triệu mà tầm này khoảng tầm 1.3 triệu. Tầm này thu 260 này cũng 1.3 triệu. Triệu 3 thôi. Tầm này 1.3 triệu thôi. 1.3 triệu với 60 cái lần bài mất 1 triệu.
Nón đó là bán cho Lucas à? Ba con cuối nè mày. Đã khai tổng thử đi bao nhiêu tiền nè. Đã tổng thử đi bao nhiêu tiền nè. Con cuối cùng. Tiền ơi là tiền, tiền ra khơi. Con này ra cho chuyện kháng cả 20 hồi thổ nè. Kháng cả 20 hồi thổ là vô tiền nè. Ôi, hơi to nè, ra cái nón to nè. Thôi hãy nghỉ ngơi nè, tới tí nha. Nghỉ ngơi. Nó. Ôi, nghỉ ngơi nè mày. Ok. To nè. Nghỉ ngơi, có đánh này đánh 50 con, 20 con đánh đi. Hãy làm video một cái nè. Nghỉ ngơi tí nha nè. Ừ. Cái gì Khải gọi lại nha. Rồi ok anh em, nói chung là xong một rương boss rồi. Xong một rương boss Khải bói cùng cái rương boss cuối cùng thì được được gì. Cái đai lưng này bói rồi. Gia truyền ngọc kim, không có gì luôn. Ngọc bội sinh lực nội lực cao, kháng độc 15. Ây, sinh lực 131, nội lực 29, ít quá. Bao tay, cho bao tay cũng vậy luôn, sinh lực nội lực. Rồi, rác tôn tộc, được cái nón sinh lực 148. Mấy cái này vứt cho xe thôi nè, xe mang. Ok, bây giờ thì Khải chiếm một ít đồ cho anh em xem, đồ nào bán được tiền Khải cho anh em xem nha. Đâu rồi, đây. Đồ bán được tiền là được rồi. Khăn lôi. Bạn này tổng rác rồi nè mày, được rồi. Thấy yên nè. Bán cái này không bao nhiêu tiền nè. Cái bò này được vài trăm xu nè. Đây cũng được vài trăm xu đi. Nói chung không tới nè, sinh lực lực thấp quá. Nón này cũng vậy. Rồi, gọi bên đây. Kích này. Kích nè. Rồi gì nữa. Kích nè. Nhẫn nè. Chung là bắt 10 con có vẻ là to nè em ơi. To nhưng không được bao nhiêu. Nói chung là không thu lại được bao nhiêu. Rồi được rồi. Bao tay, ngọc bội. Rồi đã vô nằm đọc. Đa số là tổng rác cho xe là nhiều. Vô nằm đọc nha. Cho anh em xem bắt 10 được những gì. Chung là không khả thi do lắm. Là mạc thiếu yên về giao dịch đồ cũng không thả. Nhạc đồ cũng không khả thi do lắm. Đây. Khải tổng hợp lại những đồ VIP nè. Kháng độc 20 nè. Không được nè. Nón kháng độc 24 nè. Nói chung nón kháng độc này ít người xài nhưng mà cũng không bao nhiêu. Gia truyền 28 nè. Vũ khí này cũng được vài trăm xu nè. Rồi cái đao. Đó hết rồi. Đó chỉ được như đó nè mày. Rồi nói chung là anh em xem video bắt 10 này thì đừng quên đó là cho Khải một like và chia sẻ ủng hộ video nha anh em. Rồi chung là Khải xin phép vào video này nha anh em ơi. Anh em xem đừng quên ủng hộ 500 like. Nếu video bắt 10 này được 500 like Khải sẽ lần bắt 11. Khải sẽ lên bắt 11 nha anh em. Nói chung là anh em có ủng hộ thì Khải sẽ lên. Chung hôm nay đánh boss cũng khá ok nhưng mà đồ đạt không bao nhiêu. Khải sẽ cho anh em xem đồ luôn. Đây. Nãy giờ được rồi, quy ra tiền nè. Cái nón này á, nón này 1540, sinh lực 34, do đang cần, con lông cần. Nếu mà con lông đi theo set đào tóc bằng sắt thì sẽ cần. Rồi cái nón này Khải quy vô nó khoảng tầm 3 kim thôi. Đó 3 kim. Cộng nè. Đôi giày này tóc 39, kháng độc 19, sinh lực lực và chuyển hóa sát thương 9. Cái này nếu mà võ đang đi theo cái hướng lôi sát nội công từ cái vũ khí á, thì cái giày này cực kỳ là ngon. Giày này Khải quy vô khoảng 1 kim rưỡi thôi. 3 ngàn này. Giày đó khoảng 1 kim rưỡi thôi. Kim 5 nè. Cộng tiếp tục nè. Cái bao tay này tròn 40 dòng 1. Chắc chắn anh em Thúy Yên nếu mà đi theo đường bao tay với ngọc bội thì phải tìm ngọc bội chống 40 hay là bao tay chống 40 thì bao tay này Khải nghĩ chắc là cũng nằm dao động khoảng tầm 500 xu thôi. Tại vì đi theo đường bao tay này, ngọc bội tìm rất khó. Đi theo đường bao tay rồi lấy chón 80 thì ngọc bội tìm rất khó. Rồi kích. Kích này thì nếu mà đi kích thì Khải nghĩ mua gì phải hóng binh này nọ nữa. Kích này cũng không bao nhiêu. Kích này Khải nghĩ chắc khoảng kim rưỡi thôi. Không nhiều đâu. Rồi. Tại vì mà mua được hóng binh rồi thành đao này nọ rồi xài hạt nỏ rồi xài thì cái kích này cũng không bao nhiêu. Một kim thôi.
Cái này bán được một kim khoảng 400 vạn thôi nè, không nhiều đâu. Rồi. À, cái đai lưng này kháng hỏa dòng 2 khá là tiếc. Nếu mà có chóng 40 nữa, đai lưng này vô lú nè. Lưng này kháng hơi chắc khoảng tầm 500 xu. 500 xu là lưng dòng 2 này. Giờ đang không biết có xài mà cũng không đâu, tại vì đai lưng này dòng 2 khó xài quá. Thiên nhẫn chỉ mới ra cho xe thôi. 500 xu thì mới ra lấy dòng kháng hỏa thôi. Ngọc bội này sinh lục lực được kháng hỏa quân kháng động 15 thì ngọc bội này khả năng cũng tầm 500 xu. Nói chung là ba cái đồ 500 xu một kim thì khá là nhiều. Không biết là thu lại tổng bao nhiêu nhưng mà khai được chốt hết thử. Rồi cái nhẫn này mới bánh 1 sinh lực nội lực 110, nội lực 70. Cũng khá là đẹp. Nếu như Thủy Yên X9 nào xài thì ok. X9 mà đi theo cái cây vũ khí thủy tóc với lại băng sắt. Tóc băng sắt hơi canh. Tóc băng sắt cũng hơi khó người xài. Cái nhẫn này khả người chứ không, nếu phải bán khai bán chứ một kim. Nếu mà nhẫn này khai bán một kim rưỡi thôi. Cho nó một kim trung bình thôi. Một kim thôi. Đao này dòng 2 cùng lông đao. Lông đao thiếu lông. Đao này khoảng một kim rưỡi. Kháng độc đẹp, sinh lực đẹp. Sát thương 21, sát thương 40%. Tầm kim rưỡi, cho kim rưỡi đi. Nón này khả người chắc còn tầm 300 xu. Kháng độc cao, sinh lực cao. 300 xu. 300 hoặc 500 xu. Cho 500 này. À, giờ tính tiền. Nó này thì kháng hỏa 11, chóng 20. Nó này khả nghĩ chứ còn tầm 500 xu thì không nhiều. Sợ không tới nữa, tầm đó. Giờ chuyển kháng lôi. Kháng lôi 28, chuyển kháng lôi này cũng tầm 500 xu. Đó, hết rồi. Cái tổng này bao nhiêu này? Nói chung đa số đồ 500 đổ lại thì nhiều nè. 3 này, 4.500 nè. 5 nè, 6 nè, 6.5 nè, 7 nè, 8 nè. 8 với 1.500 là 9.5 nè. 10 nè. Đó, tới cái móc 1.500 là 10 nè. 1.500 với 5 là 10 nè. Tiếp tục rồi. 1.500 với 5 là 10 đúng không? Đây. Rồi, tổng hết lại bán sơ sơ này được 11 kim nè. 11.000 xu. 11.000 xu thì tối nay ra khơi cũng khá là êm, không có lỗ gì mấy nữa. Hôm nay thì Khải ở cái bát 10 này Khải lỗ, tính ra Khải lỗ khoảng 6 kim. Khải lỗ cũng 6 kim nè. Khải lỗ cũng 6 kim. Lấy lỗ làm lại à. Khải có giày VIP slip nè, giày mọc. Nói chung là ở video này Khải lỗ khoảng 6 kim hơn. Ok anh em xem video bát 10 này đừng quên ở lại Khải một like, chia sẻ ủng hộ video nên lên 500 like. Khải sẽ lên tiếp tục bát 11 nha anh em ơi. Ok và bây giờ Khải sẽ xin phép off live stream nha anh em ơi. Ok bye bye mọi người. Bye bye anh em nhé. Off live stream luôn nha anh em ơi.